kill the sun! I don't have time for the likes of you. For honor! Shopgaming.vn, shop hàng Liên Quân uy tín giá rẻ luôn được update được mỗi ngày, mời các bạn ghé xem ngay. Vâng, xin chào ngày mới, chúc các bạn một ngày hạnh phúc. Chúng ta sẽ cùng đến với Liên Quân tập 1184 các bạn nhé. Hai anh định làm gì em? I don't think so. Gấu làm gì vậy? That's quite big. Đúng rồi, chị chờ cưng nãy giờ nè. Con nhỏ nãy chơi mắt dại thấy ghê trời. I do. Mày đừng có giang hồ. Mày chạy đi đâu? Xem anh hộ báo. Hands up high, high, cause big room never dies. Dẹp mẹ đi. Cậu kỳ lươn lẹo. Đa rồi làm ăn lươn trải. Liều thì ăn nhiều, không nhiều thì ăn ít. Muốn thành công thì phải chấp nhận trải qua đắng cay ngọt bùi. Làm ăn muốn kiếm được tiền, phải chấp nhận mạo hiểm, nguy hiểm một tí, nhưng trong tầm kiểm soát anh được làm. Sau này con biết bây giờ mẹ chưa tin con khi thấy mai nào nữa. Cái sớm ăn gì? Anh đúc từ chiều. Để nha, bây giờ anh đều cho chú xem này. Anh chỉ làm một lần duy nhất để chú xem này. Đẳng cấp quanh vô à. Ôi da, ôi trời đó. Pet súp hiền linh. Có thể bạn đã biết, khi đã là vết xịt đỏ thì các bạn phải biết phá hoại mùa màn của rừng tem địch nha. Đây, mình chỉ thực hiện một lần duy nhất thôi, nhớ xem kỹ vào đấy nhé. Ơ gì kỳ vậy trời, ôi hơi lỗi rồi mọi người ạ. Không sao các bạn, thuốc keo này thì mình bày keo khác. Mình sẽ làm lại cho các bạn xem nha, con quỷ đã oi, xịt tới đây, bụp. Coi như chưa thấy gì đi, để clip sau tôi chỉ lại nha mọi người. Cú tốc biến đi vào lòng người. Em mày đập ba cái đá giết mày khùng mày sáng vượt phải không? Ừ, không sao, Chúa phù hộ em nha. Mày nó cay tới nhờ. Tường ngầu. Lúc đó em tưởng vậy là ngầu. Em giận tí thôi mà. Run. Này thì anh hùng nốt. Chắc ai đó cay lắm. Úi giời ơi, như nào vậy? Dên và cái kết. Quy chưa buồn quy nữa. Ô hai bàn tay của em, em múa cho mẹ xem. Hai bàn tay của em như hai con bướm ở trên ngờ trình. Khi em bước tay lên là ôm trình ở bay múa. Khi em bước tay xuống là con bướm đội trên cành. Bước qua đời nhau. Trời ơi, con què dĩ dây bà. Ôi xuống đây bà view chiều rồi. Bơi hết vào đây. Nào, bạn bơi vào đây. Vào đây để em nghe. Vào đây, vào đây. Như nào vậy? Bơi hết vào đây. Một máu cũng chơi tuốt. Các tinh với nhau. Những cặp tướng không nên chơi chung trong Liên Quân gây ức chế cực mạnh. Tao không thích mày, mày biến mẹ mày đi, đỡ ngứa mắt. Hỏi gì hỏi hoài. Khi ai đó hỏi tôi chơi hoài một tướng không biết chán hả? Cái mày hết tao. Dăm ba chuyện solo. Tức vờ lờ. Mày bị gì vậy cá? Trầm cảm. Nó bị gì vậy mày biết không? Hình như là nó vừa solo thua thằng Tozo nên tức thôi. Mày nói là thua thằng Tozo hả? Ừ. Vờ lờ vậy cũng để thua nhục thế. Mày thử đi rồi biết. Vào đây tao chấp. 30 phút sau. Sao rồi mày thắng hay thua? Mày nhìn đi. Tao có cảm giác bức lực vờ lờ mày ạ. Sao giờ tới đứa nào? Con gà nào gáy to thế nhờ, ngon thì ăn bố mày hổ. Ok ngon thì nhào vào. 10 phút sau. Sao hai đứa bay nhanh vậy? Tại thằng Ha ra te chơi phá trụ thôi. Gáy to vào. Tại mày ăn gian thôi chứ mấy đứa AD tuổi gì. Vậy để tôi thử đi. Vào đây tao chấp. 5 phút sau. Sao vừa 5 phút mà hai đứa bay solo nhanh vờ lờ. Tao thấy AD đứa nào cũng như nhau. Là sao chứ? Mày nhìn đi. Đùa tí thôi mà. Dường như bị lãng quên. Và thông báo với các bạn một tin vui đó là mình mới mở thêm một cái vòng quay 5k ở trên shop, siêu siêu hot và rẻ luôn các bạn nhé. Chỉ với 5k thôi các bạn đã có thể sở hữu rất là nhiều những ô quay rất là hấp dẫn và thú vị luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, và bạn nào like video và chụp màn hình lại gửi cho admin trên fanpage Facebook thì mình sẽ tặng cho bạn một lượt quay miễn phí luôn nhé. Chơi lớn luôn.